Cho nên thật sự học Phật không phải là đến chùa hay là đến trước tượng Phật Bồ Tát mà cầu xin cái gì hết á, mà khi mà mọi người chúng ta đều thấy ra được cái thấy này rồi á thì không có hạnh phúc nào bằng. Và lúc đó mình mới biết như đến chùa là bạn cầu không có được, mà cũng không biết là không thể nào mà nói làm cái gì hết trơn á. Giống như là cái kiểu giống như là có đó có một cái gì đó ở trong lòng mình từ bấy lâu nay khao khát, muốn tìm cầu, muốn đạt đến, giờ nó rụng hết trơn, nó rụng nguyên kiểu y như kiểu mà trái cây nó chín mùi, giờ nhiều quá rụng hết luôn, không có thể, chưa kịp hái nữa rụng, cái kiểu mà rơi rụng như trong bài tarot mà có cái lá bài mà sụp đổ đó, thì những cái mộng tưởng của mình nó sụp đổ hết, tại vì tất cả những cái mộng mộng của mình đều là tưởng, cái tưởng của mình tưởng tượng ra, khao khát ra, mà toàn là nó theo cái suy nghĩ phàm phu của mình thôi, nó không có vĩnh viễn được, nó không có chắc thật, mà mình lại đi cứ tưởng rồi muốn đi đạt nó, nên mình dùng đủ thứ cách, mà rốt cuộc có người thì đạt được, có người thì không, không đạt được thì khổ của không đạt được, và đạt được thì cũng khổ của cái người đạt được, tại vì tất cả mọi thứ ở trên trần gian này đều là vô thường mà. Nên Phật nói là tất cả mọi thứ đều là khổ, vô thường, vô ngã. Khổ tại vì cái sướng khi mình không có tiền thì mình nói mình khổ, phải không? Mình nói là có tiền mình sẽ hết khổ. Nhưng mà khi có tiền nó lại sanh cái khổ khác. Nói vậy đó. Nếu mà người có bệnh đó, thì nói là hết bệnh sẽ sướng, sẽ hết khổ. Nhưng mà hết bệnh rồi thì nó không có cái bệnh khổ nữa, nhưng mà nó sẽ sanh cái khổ khác. Bởi vì nó đủ thứ nên mới gọi là Phật mới nói là trên đời này là gọi là khổ. Cái chân lý chung là khổ. Sướng sướng tận thì quay qua khổ, khổ tận thì quay qua sướng. Cái sướng chỉ nhất thời thay thế cho cái khổ một tí, một thời gian nào thôi. Nên nhưng cái cốt lõi của nó cũng là khổ thôi. Rồi Phật nói vô thường, tại vì tất cả mọi thứ vô thường, có nghĩa là nó không phải là vô thường, là nó không phải vĩnh viễn. Cái hạnh phúc mà mình đạt được á, mình nói đây là hạnh phúc rồi, mình tìm được hạnh phúc gì đó, tạo dựng được nhà cửa, gia đình, sự nghiệp, rồi mình tưởng đây là hạnh phúc rồi, nhưng mà không có, nó một ngày nào đó nó cũng tới giờ thời hạn của nó để nó mất đi, thì gọi là vô thường. Rồi vô thường nó không có cố định. Còn cái người thấy sâu vô thường thì họ thấy mọi thứ nó không có trói buộc họ, thì khi mà mình thấy vô thường là khi mình mất mình cũng không có khổ đau, mà thì mình có không có quá quá sung sướng khi mà tự đắc á, khi đi được sung sướng thì không tự đắc, khổ đau cũng không có tự tự làm khổ mình, tự tiêu cực này kia, thì cái đó mới 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 gọi là thấy vô thường. Chứ còn mình nói vô thường là theo cái kiểu ở nhà nó xây lên một thời gian rồi cũng hư hoại thì cái đó cũng gọi là vô thường, thì nó không có vĩnh viễn thì gọi là vô thường. Nhưng mà cái thấy vô thường thật sự là ở trong khổ khổ mình cũng không khổ, có mình tâm mình cũng an, thì mình mới thật sự thấy vô thường. Rồi còn cái mà vô ngã là Phật nó không có cái gì là của mình hết, không có cái gì của mình, không có gì là mình, và cũng không gì là của mình hết. Thì ngẫm nghĩ đúng rồi đó, mình cho cái gì là mình chứ, không vậy để như cái tên mình tên Quyền thì nó tôi là Quyền, rồi rồi đây là nhà của Quyền, đây là con của Quyền, đây là chồng của Quyền, hay là cha mẹ của Quyền, anh chị em dòng họ gì đó, nhưng mà thật sự đâu có cái gì của mình đâu. Chính cái bản thân của mình chỉ là mọi cái tên để cho người ta phân biệt dễ biết, không lẽ nhìn người cứ ê ê vậy không, nên cái danh cái tên nó để cho phân biệt thôi, chứ không mình cũng không phải là mình nữa. Mình là tất cả các yếu tố này kia nó kết lại thành mình, chứ đâu phải nhất riêng là mình. Như tổng quát là một con người này thì gọi là đặt cho một cái tên Quyền vậy thôi, chứ thật sự ra cái nào là mình, mắt tai mũi lưỡi hay là da máu thịt xương, cái nào là mình, nên không có cái gì là mình hết.
là cá nhân mình không có cái gì hết, là mình chính cái xác này cũng không phải là của mình, rồi cả cái suy nghĩ cũng không phải là mình. Cái suy nghĩ đó là một ăn hồi thì nghĩ tốt, một hồi nghĩ xấu, một hồi nghĩ tích cực, một hồi nghĩ tiêu cực, thì rốt cuộc cái nào là mình? Bởi vì cái đó là vô ngã. Còn không có cái của mình luôn, thì mình khi mà mình mọi người ai ai cũng nghĩ là ở đây là của tôi, nhà của tôi, xe của tôi, tất cả mọi thứ, chồng con, gia đình gì của tôi, nhưng mà thật sự cái đó không phải là của mình. Chỉ là ở trên trần gian, ở sử dụng của trần gian thì phải phân biệt, phải có cái phân biệt là đây là nhà của người này, nhà của cô Quyền hay nhà của cái anh A, B, C gì, chị A, chị B gì đó, thì phải có cái phân biệt đó. Nhưng mà mọi người, chúng ta không có nên chấp vào cái đó là của mình, là vĩnh viễn của mình, không có được, không ai đâu, không có được cái kiểu là khi mà ai lấy đi là rất là đau khổ đó. Và nhưng mà thật sự cái vô ngã này, khi mà mình thấy cho tới rốt ráo như Phật thì nó cũng không có dễ dàng, tại vì biết là vô ngã đó, nhưng mà có ai chịu đựng nổi được khi mà mình nói thật sự cái vô ngã tới cùng tột cùng của như Phật luôn, là cho dù chỉ thấy như có nhà, giờ bị mất nhà thì mình cũng bình thường, cũng hơi bình an, thì thật sự đó mình mới thấy vô ngã. Còn giờ mình nói là nhà này không phải của mình, cái tự nhiên đụng cái bị người khác lấy, cái mình đau đớn, cái đó thì cũng chưa thấy thật, chưa thấy tận gốc của vô ngã. Nhưng mà ít ra cái gì cũng phải có cái thấy đầu tiên, mình biết nó trên cuộc đời này, chân lý của cuộc đời nó là khổ, vô thường, vô ngã. Rồi bắt đầu mình thấy từ từ ra, mình tập buông từ từ, mình buông nó, tất cả mọi thứ trên cuộc đời này nó sẽ đưa đến cho mình cái đề thi, để cho mình sẽ buông từ từ, buông được nó đủ theo cái lực của mình thôi, chứ nó không có cái kiểu mà quá sức của mình, nó không có đưa đến cho quá sức của mình. Nhưng mà những người mà tự cao tự đại thì sẽ bị thử thách lớn nha. Chứ tại vì mình nói, đứng nó cãi nhà này là vô thường, đấy đừng có chấp vô đó, chấp khổ lắm. Bạn cứ nghĩ vậy đi, thì tự nhiên đùng cái bạn sẽ mất hết tất cả nhà cửa, tất cả thứ. Lúc đó các bạn có thấy được vô thường đấy không, hay là bạn thấy trời ơi mất rồi, khổ quá rồi, này kia kêu gào khóc than thân trách phận, trách trời trách người. Bởi vậy chúng ta cũng không có nên nói trước, bước không qua, là mình làm tới đâu thì mình có khả năng buông tới đó, thì mình biết mình tới đó thôi, chứ đừng mình không có tự tôn. Tại vì nhưng mà cái thấy quan trọng rồi là rất là cần thiết để cho mọi con người bước trên cuộc sống an nhiên tự tại giữa cuộc đời bất thường, vô thường này. Thật sự cái thấy nó rất là quan trọng vô cùng, cho dù người có tôn giáo hay không có tôn giáo, thì cái thấy này ai cũng phải cần có trước, rồi chúng ta mới biết cách sống từ từ cho nó thuận thiên nhiên, thuận với mọi người. Còn nếu mà chúng ta chưa có được cái nhận thức này thì nhìn đâu đâu cũng khổ, hoặc là có cũng khổ mà mất cũng không có cũng khổ, hoặc là cái trạng thái tâm lý mình cứ trồi sụp thất thường, hồi thì tích cực, hồi tiêu cực, hồi thì dửng dưng không biết là mình ở đâu luôn, không biết mà giờ mình phải làm cái gì luôn đó. Nên cái nhận thấy này thật sự rất là quan trọng cho cái bước đường khi mình sống giữa cái cuộc đời này, là cái nhận biết này nó rất là quan trọng. Bởi vì thật sự không phải là tu là cái gì đâu, mà tu là để cho mình tìm ra được đâu là sự thật và đâu là cái thật giả tạo, cái thật giả tạm thời và đâu không phải là sự thật. Mình thấy trước cái đã đi rồi mới sống ở đời, muốn làm cái gì cũng được hết á, nhưng mà trước tiên phải có cái thấy này đi, rồi muốn làm gì thì làm, lúc đó mình sẽ biết làm sao cho nó phù hợp với thiên nhiên, phù hợp với giữa người với người và giữa cái xã hội đó. Nó rất là quan trọng.